Hi các bạn, chào mừng các bạn đến với chương trình Home Booming đây. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách remove Jailbreak trên iOS 13 và 14 nha các bạn. Ok, thì đầu tiên các bạn vào dưới đây. Rồi sau đó các bạn chụp lại màn hình những cái nguồn mà các bạn đã thêm nhé các bạn. Đây, các bạn chụp lại cái nguồn mà các bạn đã thêm nhé. Thì nó sẽ nằm ở trong phần thiết bị và thêm nhé các bạn. Đấy, rồi sau các bạn chụp màn hình lại thôi. Còn mình thì để ra ngoài đây sẵn luôn rồi. Ok, thì tiếp theo thì các bạn lên máy tính của mình, các bạn tải Powertool về. Rồi sau đó các bạn thấy cái phần sao lưu khôi phục ở dưới đây nè, bạn ấn vào giùm mình. Rồi sau nó sẽ hiện ra bảng như thế này, thì các bạn chọn cái ổ mà các bạn muốn sao lưu. Rồi sau các bạn bấm sao lưu ngay thôi. Thì mình đã sao lưu rồi nhé các bạn. Ok, thì các bạn đợi cỡ 20 tới 25 phút thì tùy cái ảnh và cái ứng dụng của bạn tải nhiều hay ít thì nó sẽ lâu hay nhanh ấy. Thì các bạn đi tắm xong ra là sẽ xong á. Rồi sau đó tiếp tục thì các bạn vào lại phần share đây giùm mình. Các bạn vào cái check ra này nha các bạn. Rồi check ra giùm mình. Rồi sau các bạn để nó lát một tí. Rồi sau các bạn bấm restore system giùm mình nhé. Các bạn bấm restore system. Ok. Trời ơi cái quân què gì vậy ba? Egon hả? Thì mình còn một cái cách khác là các bạn vào cái cài đặt, mình phú xuống phần cài đặt chung, rồi sau các bạn đặt lại máy giùm mình nhé các bạn, đặt lại tất cả các cài đặt. Thì trước tiên mà các bạn làm này á, thì các bạn phải đăng xuất giùm mình cái tài khoản iCloud này nhé các bạn. Mà phải đăng xuất giùm mình, rồi bấm đăng xuất dưới đây nè. Rồi các bạn không bật cái chủ khóa nha, các bạn tắt luôn chủ khóa giùm mình nha. Rồi sau các bạn bấm đăng xuất. Rồi các bạn chờ một tí. Thì nó sẽ tải cái ảnh của các bạn lên iCloud. Rồi sau nó sẽ xóa ảnh trong máy. Thì số ảnh của các bạn thì nó sẽ an toàn thôi, không bị gì hết. Nhưng mà iCloud tối đa chứa được 2000 ảnh thôi nha các bạn. Thì các bạn phải sao lưu lên máy tính thì mới an toàn nhất nhé. Sau đó thì các bạn chờ nha các bạn. Thì mình sẽ chờ ảnh. Rồi ok, thì nó đang xóa dần dần nhé các bạn. Bạn chờ giùm mình. Bạn chờ cỡ 5 tới 10 phút là xong nhé. Rồi sau khi mà các bạn sao lưu xong á thì các bạn vào phần cài đặt chung. Để mình bỏ cái dưới. Các bạn vào phần cài đặt chung, các bạn bấm vào phần đặt lại, các bạn đặt lại. Rồi sau các bạn bấm đặt lại tất cả cài đặt giùm mình, đặt lại. Rồi sau các bạn bấm mật khẩu của các bạn vào thôi, đặt lại tất cả các cài đặt. Đây, đặt lại tất cả rồi. Thì trước đó thì các bạn sao lưu cho máy tính rồi thì các bạn không sợ mất ảnh nha các bạn. Rồi sau tới iCloud là cái phụ thôi. To lại máy. Và cái bước tiếp theo á thì các bạn phải chuẩn bị giùm mình cái firmware của iOS 14.7.1 mới nhất của Apple nhé các bạn. Thì các bạn lên trang ibw.com này các bạn sẽ thấy, hoặc là các bạn download trực tiếp trên cái bao ô tô này luôn nhé các bạn. Thì các bạn phải đợi cho nó chạy hết cái đoạn thẳng này thì mới được nha. Ok, thì sau khi các bạn máy nó đã reset xong á thì các bạn bấm vào mật khẩu giùm mình nhé. Rồi sau đó các bạn bấm vào phần nâng cấp phần Jailbreak ở đây giùm mình. Rồi sau các bạn bấm nút Home, các bạn giữ nút Home và nút nguồn cùng lúc giùm mình nhé. 1 2 3, các bạn bấm nút Home giữ cỡ 4 giây nhé. 1 2 3 4, buông ra lộn, các bạn giữ nút nguồn trong vòng 4 giây, các bạn vẫn giữ nút Home giùm mình nhé. Rồi ok, thì vào một thiết bị thì bây giờ nó đã vào chế độ DFU rồi nhé các bạn, hoặc là recovery tùy máy. Rồi sau các bạn bấm vào phần nâng cấp, các bạn chọn cái firmware của các bạn muốn cài đặt, nhập vào nhé các bạn. Rồi sau đó các bạn
chọn firmware của các bạn đã tải xuống ở trên trang web ibchupayu hoặc là các bạn tải trực tiếp trên Powtoon luôn nhé, tùy các bạn. Ok, thì theo mình nghĩ các bạn nên tải trên Powtoon đi cho nhanh. Rồi sau các bạn bấm nhắc vào cái firmware của các bạn đã cài đặt, các bạn bấm open giùm mình. Thì file này là file ibchupayu nhé, file để cài đặt cho iOS, firmware iOS. Thì sau các bạn bấm nâng cấp giùm mình, các bạn bấm phát giùm mình. Các bạn nào đã sao lưu rồi thì các bạn bấm flash giùm mình, còn bạn nào chưa sao lưu á thì các bạn làm ơn hãy bấm sao lưu cái bên giùm mình nhé. Ok, thì các bạn phải đợi cho cái thanh này chạy hết 100% luôn nhé các bạn, thì lúc đó các bạn mới xong. Ok, thì tới 90% thì mình sẽ quay lại nhé các bạn. Ok, thì sau khi flash xong á thì nó sẽ restore lại máy thêm một lần nữa nha các bạn. Ok, thì lúc này thì bạn bấm ok giùm mình thôi. Ok rồi, đợi một tí nữa là xong. Thì theo mình trải nghiệm iPhone 6s á, khi mà ra vét á, nó hiện với các bạn luôn, hiệu năng nó được bung hết sức luôn rồi các bạn. Các bạn biết mình chơi PUBG Mobile á, mình để là cái tên là cân bằng với cực cao, là lúc đó mình ép lên á thì nó mới cho lên được cực cao nhé các bạn, còn lúc mà bình thường nó không cho lên, nó lên chỉ cao thôi. Bởi vậy mình phải ra vét và sau đó ép xuống máy và sau đó mình tùy biến lại giao diện của iOS khá là đã luôn nhé các bạn. Còn cái độ bảo mật á mình thấy cũng vậy, nó không khác gì nhau luôn, thật sự luôn. Mình ra vét mình dùng được một tuần rồi, gần 2 tuần rồi, thấy sao vét dùng rất bình thường luôn, không khác gì một cái iPhone bình thường. Vì sao vét của iPhone rất là đã, nó sướng gấp 10 lần khi các bạn dùng Android ấy các bạn. Thì mình dùng Oppo Reno á, Oppo Reno 2 mình quốc á, thì nó thực sự là nó không cho mình bộc phá hiệu năng của nó ra luôn, là nó không cho mình ép xuống chip và GPU của nó lên á, thì mình khá là bực bội về chuyện đó của Android. Ok, thì các bạn đợi nhé. Ok, thì cái thanh đó nó đã biến mất rồi nha các bạn, là nó xong rồi đó. Rồi nó sẽ hiện lên chữ hello. Rồi sau đó các bạn cài đặt wifi giùm mình thôi. Tiếng Việt nè, mình ở vùng Pháp nhé, hồi dẫn rồi chứ tiếng Việt, chút nữa mình mới chuyển qua vùng Pháp nhé. Tại vùng Pháp được tăng hiệu năng là mình ưu ái cho nó trước. Các bạn chờ nó cài đặt ngôn ngữ cho mình. Có 4G trên đây nè. Không hiểu luôn, làm như người ta nhiều tiền lắm vậy, để 4G không hiểu cái gì luôn. Wi-Fi của mình thì ok, thì sau khi các bạn nhập wi-fi của các bạn xong á thì các bạn bấm kết nối trên đây giùm mình nhé. Rồi ok, thì nó sẽ dùng wi-fi, không có kết nối mà phải đã chọn. Ủa, có nè. Rồi sau các bạn bấm tiếp tục giùm mình. Có thể mất vài phút để kích hoạt iPhone, thì các bạn chờ cỡ 4 đến 5 phút hoặc là 3 phút. Nếu như máy của bạn nào nhanh á, dùng cái ổ cứng UFS 3.1 á thì nó sẽ rất là nhanh nha các bạn. Ok, thì sau khi nó kích hoạt xong á thì bạn bấm tiếp tục giùm mình. Tút ID thì chút nữa mình sẽ thiết lập sau nhé. Ok, không sử dụng tút ID. Mật mã thì mình sẽ tặng cái mật mã nào đó để các bạn. Ok, lần 2. Ok, thì sau lưu thì sau khi xong á thì các bạn bấm khôi phục từ bản sao lưu iCloud, hoặc các bạn khỏi trường cần sao lưu nhé. Mình sẽ không cần sao lưu thì các bạn chỉ nhập cái ID Apple của bạn vào thôi. Ok, thì mình sẽ nhập nhé. Sau khi các bạn đăng nhập ID Apple xong á thì nó sẽ gửi cái mã vào một cái máy nào đó của các bạn. Thì bên đây mình có cái iPhone 6 Plus này thì các bạn sẽ cho phép cho mình nhé. Ok, thì sau đó các bạn nhập cái mã trên này vào thôi. Sau đó các bạn bấm đồng ý cho mình. Rồi ok, mình chờ em vài phút để nó kích hoạt iCloud và ID Apple của các bạn.
Sau khi nó kích hoạt iCloud và ID Apple xong á thì nó sẽ hiện lên một cái bảng như thế này. Thì các bạn bấm tùy chỉnh cài đặt cho mình ở dưới đây nhé. Tiếp tục. Cái này tất nhiên rồi, tắt dịch vụ định vị hoặc là các bạn bật tùy các bạn thôi. Thì mình sẽ tắt để cho nó tối ưu RAM nhất có thể nhé. Ok. Ok, tiếp tục sau công trong cài đặt. Thì cái thời gian sử dụng này thì các bạn tiếp tục sau nhé. Do nó sẽ chạy ngầm nền RAM và CPU thì nó sẽ chiếm bucket của CPU và chiếm RAM, chiếm cỡ 0.01% thôi. Nó chiếm cũng khá nhiều đấy. Còn sau các bạn bấm công chia sẻ cho mình tối, tùy các bạn thôi nha. Thì mình sẽ để tối để cho nó tiết kiệm pin nhất có thể. Rồi sau các bạn bấm tiếp tục cho mình các bạn đến iPhone. Rồi bạn thấy không, là coi như về ban đầu luôn. Rồi sau các bạn tiếp tục là các bạn xóa những cái ứng dụng không cần thiết này cho mình nhé. Gì vậy trời. Xóa nè. Xóa nhà. Đây, App Store là không được xóa nha. Xóa cái khỏi tải ứng dụng luôn á. Vui lắm á. Danh bạ thì các bạn thích thì các bạn để lại nhé. Danh bạ thì nó sẽ tích hợp sẵn trong cái điện thoại này luôn nha các bạn. Đây, nó sẽ tích hợp sẵn trong cái điện thoại này luôn. Nên các bạn thích thì các bạn xóa luôn giùm mình. Mẹ. Đo cực. À, đo thì các bạn thích thì các bạn giữ lại nha. Cái tính năng đo này của Apple có nhiều cái hay lắm á. Máy tính để lại. Rồi phím tắt thì xóa giùm mình. Những cái nào không cần thiết mình sẽ xóa hết nha các bạn. Bạn nào có tiền á, các bạn mua nhạc trong iTunes Store này á thì các bạn để lại. Mình không có tiền nên mình xóa. Rồi, xóa. Rồi, sau khi xong thì các bạn lên máy tính giùm mình nhé. Thì các bạn lên máy tính, các bạn bấm vào phần sao lưu khôi phục này giùm mình. Rồi sau các bạn bấm vào View All Data Backup nhé các bạn. Rồi sau các bạn bấm vào thêm sao lưu. Như bạn nào đã sao lưu thì nó sẽ hiện ở trên đây luôn nhé các bạn. Còn bạn nào chưa sao lưu á thì nó sẽ không hiện. Thì sau đó các bạn nhấp vào, các bạn bấm vào phần Restore or Data giùm mình thôi. Thế là xong. Ok, thì nếu như các bạn thích á thì bạn nhớ like, share, subscribe và nhớ để lại comment bên dưới cho mình nhé. Ok. Thì bạn nào thích sao quét lại á thì các bạn sao quét lại thôi. Tại do mình bị mất cái bản tốt á. Biết sao không? Do mình chơi ngu. Là mình vô phần khác của Apple á, mình xóa cái phần khác đó, xóa sạch luôn. Và sớm bị mất ba đế tốt nè. Sau đó mình mất luôn cả cái link photo. Nên là mình phải bắt buộc mình xóa sạch sai quét. Và bây giờ máy nó đã về hiện trạng như ban đầu rồi nhé các bạn. Nếu như các bạn thấy hay thì bạn nhớ like, share, subscribe và nhớ để lại comment bên dưới cho mình nhé. Ok, bye bye các bạn.